Cô gái này vốn dĩ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất cả nước, nhưng Hae-in luôn bị anh hiểu lầm là một cô nàng thất nghiệp. Từ việc cô không biết dùng máy photo đến những lời bàn tán của đồng nghiệp, Eun-woo luôn lo lắng một ngày cô sẽ bị đuổi. Nhìn thấy Hae-in đứng trước cửa ngắm cơn mưa rào ập đến, Eun-woo tưởng cô không có ô nên đã tiến đến và cho cô mượn. Anh nói nhà mình sở hữu một trang trại lớn ở quê, anh hoàn toàn có thể lo được cho cô. Hae-in không hiểu anh đang muốn nói gì, Eun-woo bình tĩnh nói tôi thích cô. Một lời tỏ tình bất ngờ khiến Hae-in chết lặng, cô còn chưa kịp trả lời thì Eun-woo đã chạy đi mất. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, trái tim băng giá của thiên kim tiểu thư đã rung động. Ít lâu sau, Eun-woo cũng đã phát hiện ra thân phận tài phiệt của cô. Anh vì quá xấu hổ nên đã nộp đơn xin nghỉ ở chỗ làm, đang nằm vất vưởng ở nhà đột nhiên Eun-woo nhận được tin nhắn bảo anh hãy ra ngoài. Hae-in xinh đẹp bước xuống từ chiếc trực thăng khiến mọi người ngỡ ngàng, cả hai cuối cùng cũng hiểu tình cảm cho nhau, một tình yêu không thể lay chuyển. Nhưng câu chuyện nào cũng đến lúc phải kết thúc. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh, Eun-woo ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng nhưng bên trong đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Suốt 3 năm ở rể nhà vợ anh không thực sự hạnh phúc như mình nghĩ, từ chỗ là niềm tự hào của ngôi làng. Eun-woo bây giờ phải sống khép nép, không có tiếng nói trong gia đình vợ. Mọi việc lớn bé đều do một mình vợ quyết định, chính vì luôn phải chịu cảnh đàn áp của gia đình vợ. Eun-woo mới có suy nghĩ giải thoát bản thân mình. Sau buổi họp gia đình, anh muốn nói chuyện với Hae-in nhưng đã bị cô gạt qua một bên. Không có gì quý hơn thời gian làm việc của cô, Eun-woo tức giận bỏ ra khỏi nhà. Anh không hề biết Hae-in luôn quan tâm đến anh. Tuy nhiên cô nàng không thể hiện ra ngoài. Hae-in sau khi nghe em trai nói xấu chồng mình với người khác, cô đã ra mặt giáo huấn cậu ta một trận. Hae-in lạnh lùng tuyên bố, hỗn hào với chồng chị lần nữa là số chú tàn. Trong khi đó Eun-woo đã đi tìm cậu bạn thân của mình để nhậu. Anh kể cho bạn nghe những tâm sự thầm kín của mình. Anh đã rất đau khổ khi cưới phải một người phụ nữ gia trưởng. Công việc chính của anh chỉ có đi giải quyết những drama của thành viên gia đình vợ. Eun-woo muốn chấm dứt cuộc sống bế tắc này một lần và mãi mãi. Anh nhậu say trở về nhà nhưng vẫn không có can đảm nói chuyện với vợ. Giữa hai người dường như có một rào cản vô hình ngăn cách. Hôm sau là ngày giỗ thường niên của tập đoàn Queen, toàn bộ con rể trong dòng tộc đều phải có mặt để chuẩn bị mâm cỗ. Tuy bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất nhưng đứng trước tập đoàn Queen, họ chỉ là những nhân công rẻ mạt. Ngày giỗ tập trung rất nhiều phóng viên trong nước. Bọn họ đến để đưa tin về tập đoàn Queen. Ngay khi buổi lễ được bắt đầu, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện phá đám. Bà ta chính là con gái út của chủ tịch tập đoàn, chỉ vì không thích bồ mới của bố nên đã đến đây quậy một trận, chủ tịch chỉ còn nước ngồi nhìn đứa con hiếu thảo này phá tan bành ngày giỗ. Nỗi thù hận của bà đã thấu tận trời xanh, dù mọi người có can ngăn cũng không cản được con thú dữ này, không chỉ có con út đến phá mà ngay cả người con cả đã từ mặt cũng xuất hiện. Chủ tịch chán nản nhìn con trai đứng dưới mưa trước mặt đám phóng viên, ông không hề có ý định tha thứ cho đứa con này, trong khi đó ở dưới gian bếp. Đám con rể luôn đặt điều bàn tán về những gì mình phải chịu đựng. Họ tỏ ra đồng cảm với Eun-woo khi anh cưới phải thiên kim tiểu thư đáng sợ. Buổi lễ còn chưa kết thúc, Eun-woo đã được lệnh phải điều tra nhân viên cấp dưới của bố vợ. Ông cảm thấy nghi ngờ hắn đã làm gì mờ ám sau lưng mình. Eun-woo sợ hãi khi nghe những lời đường mật của bố vợ chỉ giáo. Con không được tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám quay lưng với mình. Nếu có thể hãy xử lý êm đẹp chuyện này. Áp lực đè nặng lên vai chàng rể quý. Eun-woo chỉ biết giải bày nỗi lòng mình với bác sĩ tâm lý, anh sợ rằng một ngày mình sẽ bị giết, chỉ cần anh ly hôn bố vợ sẽ xiên anh. Bác sĩ chỉ có thể kê cho anh đơn thuốc liều mạnh nhất, ông tiếc thương cho chàng trai trẻ bạc mệnh này. Ngay lúc này bất ngờ Hae-in nhận được cuộc gọi của giáo sư bệnh viện, ông muốn cô hãy đến phòng mình ngay lập tức, cô nàng muốn chồng đi cùng mình nhưng anh đã từ chối. Eun-woo chỉ muốn tránh xa khỏi vợ mình mà thôi, anh lái xe trở về quê nhà của mình, bố mẹ vui mừng khi thấy con trai cưng trở về nhà. Nhưng chuyện anh muốn ly hôn với vợ đã khiến cả nhà sốc. Bọn họ nghi ngờ anh có người khác nhưng sự thật không phải vậy. Dù đã hết lòng khuyên nhủ nhưng không ai thay đổi được ý định của anh. Eun-woo lái xe trở về trong tâm trạng nặng trĩu. Từ trong két sắt anh lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn. Anh mở cửa bước vào phòng vợ mình không chút do dự. Hae-in lúc này cũng vừa trở về từ bệnh viện. Nhìn ánh mắt dữ dằn của cô khiến anh không còn đủ tự tin nữa. Bất ngờ Hae-in cũng có chuyện muốn nói với anh. Cô lạnh lùng nói mình sắp chết rồi. Cỡ tầm 3 tháng nữa. Tin tức này như sét đánh ngang tai khiến Eun-woo không tin nổi. Anh nhanh chóng giấu ngay tờ giấy ly hôn đi trước khi cô phát hiện. Eun-woo bật mốt diễn xuất nói mình rất đau lòng khi nghe tin dữ này. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má anh. Eun-woo ôm chầm lấy người vợ của mình. Anh nói mình không thể sống thiếu cô được. Hae-in tưởng đây là những lời thật lòng nên đã rủ anh chết chung. Eun-woo sợ hãi khi nghe những lời bình thường của vợ. Anh đã cố gắng phản kháng đề nghị này nhưng không đáng kể. Eun-woo nhanh chóng đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Anh dìu cô ngồi xuống giường rồi ân cần hỏi bác sĩ đã nói gì. Hae-in kể lại mình mắc phải một khối u ác tính. Trí nhớ của cô sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi khi nhận ra cô đã thấy mình ở một địa điểm khác, chính vì điều này đã khiến cô lỡ đi cuộc hẹn quan trọng với chồng. Bác sĩ giải thích đây là triệu chứng của bệnh u bào đám mây, một bệnh rất hiếm gặp trên thế giới, trường hợp của cô khá phức tạp. Các khối u đã lan rộng ra khắp các dây thần kinh, nó có thể khiến cô gặp ảo giác thường xuyên và mất tập trung. Hae-in lo lắng hỏi làm cách nào để có thể chữa dứt điểm bệnh này, nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu nói hiện nay không có cách chữa. Ông chỉ có thể kê thuốc giảm đau cho cô dùng mà thôi. Hae-in tức giận đánh cược với bác sĩ, cô sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác này, quay trở lại hiện tại.
Un U đã hiểu rõ hơn về tình hình bệnh của vợ. Cô bực tức khi mọi thứ quá vô lý, chỉ là một căn bệnh nhỏ mà bác sĩ không thể chữa được. Un U đề nghị vợ mình ngày mai hãy đến khám lại lần nữa. Anh muốn nghe trực tiếp bác sĩ giải thích căn bệnh này. Anh sợ rằng mình sẽ không ngủ được vì lo lắng cho cô. Tuy nhiên đêm hôm đó anh ngủ rất ngon, một cảm giác thoải mái mà suốt 3 năm qua anh chưa từng có. Un U ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mắt với một nụ cười tươi. Chỉ còn 3 tháng nữa là anh sẽ thoát khỏi ngôi nhà này, dù lương tâm không cho phép nhưng anh không thể dối lòng được. Un U đi đến bên phòng của vợ gọi cô dậy, nhìn thấy cô không trả lời mình khiến anh sợ hãi. Un U chậm chậm tiến tới kiểm tra vợ nhưng không có động tĩnh gì. Anh ngỡ ngàng quỳ xuống trước mặt cô, bất ngờ Hae In mở mắt khiến anh giật mình trao cô nụ hôn buổi sáng. Cô nàng tinh ý khi thấy tâm trạng chồng rất tốt. Có vẻ như đêm qua anh đã ngủ một giấc ngon lành. Un U chột dạ khi bị cô phát hiện, anh nhanh chóng thay đồ chở vợ đi bệnh viện. Un U nghiêm trọng hỏi lại giáo sư một lần nữa, anh muốn bác sĩ cho mình một con số chính xác về cơ hội sống của vợ. Đây cũng chính là đại sự trong đời của anh. Hae In không muốn nghe tình trạng bệnh tình của mình nữa, cô bỏ về công ty trước thì bất ngờ gặp mẹ, bà hỏi con rể đang ở đâu. Chỉ vì đứa em trai nộp thừa tiền thuế 8 tỷ won đã khiến ông nổi giận, Hae In chán nản nhìn người mẹ lo lắng cho đứa con trai và tủi thân. Đứng trước mặt bà là đứa con gái chỉ còn 3 tháng để sống, ấy vậy mà bà vẫn không hề có chút lo lắng. Hae In không buồn nói bệnh tình của mình cho mẹ biết nữa. Cô đe dọa mình sẽ hành hạ đứa em trai yêu quý suốt đời. Trong khi đó Un U đang ăn cơm ngon lành cùng cậu bạn thân. Anh thông báo tin vui rằng vợ anh chỉ sống được 3 tháng nữa. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy lối thoát cho cuộc đời bế tắc này. Vì đây là chuyện đại sự nên hai người đã ra bờ sông để bàn kế hoạch cho cẩn thận. Cậu bạn muốn chia vui nhưng Un U vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Tuy nhiên chưa chắc anh đã được thừa kế tập đoàn. Trước khi kết hôn Hae In đã viết nó trong di chúc. Anh sẽ không nhận được một đồng nào nếu cô mất, tất cả tài sản sẽ thuộc về gia tộc. Cậu bạn bắt đầu nghĩ ra phương án đối phó. Cậu nói anh còn 3 tháng để thuyết phục vợ mình sửa di chúc, chỉ cần biểu hiện cho cô ấy thấy tình cảm chân thành của bản thân, đến khi vợ cảm động thì mọi tài sản đều thuộc về anh. Un U tức giận khi bạn nghĩ mình lại thực dụng đến vậy, tuy nhiên ngay sau đó anh lại mua hoa đến nịnh vợ. Hae In nhìn thấy dáng vẻ bất thường cùng bó hoa to nên rất nghi ngờ. Cô cho rằng anh đang làm màu khi biết bệnh tình của mình, dù miệng nói ghét bó hoa kỷ niệm nhưng vẫn chuẩn bị bình hoa cắm chúng. Kể từ ngày hôm đó, Un U luôn quan tâm chăm sóc đặc biệt tới vợ, từ việc chuyển chỗ ngồi ăn của hai đứa lại gần nhau, đến việc bóc tôm cho vợ anh đều làm một cách thuần thục. Hae In ngơ ngác trước biểu hiện lạ của chồng nhưng cô vẫn đón nhận nó. Ngay giữa buổi họp công ty chỉ vì vợ bị sặc nước, anh đã kêu người gọi xe cứu thương tới. Mọi người đều bàn tán trước hành động ân cần quá mức của anh. Riêng em vợ cho rằng anh rể vì muốn sống sót nên mới làm thế, màn phát cẩu lương vẫn tiếp tục ngay cả khi họ tan làm. Thư ký riêng của vợ sượng chân khi nhìn thấy tình cảm hai người, chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Trong bữa ăn tối của gia đình, bà mẹ bất ngờ nói rằng mai sẽ gửi đơn kiện đến bách hóa của Hae In. Rõ ràng bà đang muốn làm khó đứa con gái của mình. Ngay cả bố cũng bênh vực mẹ khiến Hae In nổi nóng. Cô đứng dậy thách thức bà mẹ dám làm tới cùng vụ này không. Bà ta đang cố giải thích thì Un U chen ngang vào. Anh nói mình sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Sau đó anh kéo tay Hae In thoát khỏi bầu không khí khó chịu. Trong thang máy Hae In nói ra tiếng lòng của mình. Cô cảm thấy chính anh mới là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Từ khi nào anh biết quan tâm cô như thế, điều này đã khiến trái tim của Un U tổn thương. Cảm thấy mình đã quá lời, tối hôm sau Hae In đi vào phòng riêng của chồng thì thấy anh ngủ gục trên bàn. Hae In nhẹ nhàng tiến tới định gọi anh dậy. Cô bất ngờ khi màn hình sáng lên bài báo liên quan đến bệnh của cô. Hae In xúc động khi nghĩ anh thật sự muốn chăm sóc mình. Cô tuyên bố mình sẽ cố gắng sống sót qua căn bệnh quái ác này. Dù đã có ý định buông xuôi tất cả nhưng vì tình cảm của chồng, Hae In sẽ chiến đấu một lần nữa. Un U sau khi nghe được những lời này dần cảm thấy cuộc đời mình đã đi tới hồi kết. Mọi thứ anh làm chỉ vì tài sản trong di chúc mà thôi. Hôm nay là ngày khai trương trung tâm thương mại của Hae In. Rất nhiều vị khách quý cũng đã có mặt, đặc biệt đối thủ không đội trời chung của cô cũng tới. À tự tin nói cho cô nghe một tin sốt dẻo. Giám đốc của Herman đang có ý định đầu tư vào công ty à? Chỉ cần nhận được cái gật đầu của giám đốc, lợi nhuận khổng lồ nó mang về sẽ đè nát tập đoàn Queen. Không chỉ ở khía cạnh sự nghiệp, à ta còn nói mình nghe tin đồn Hae In với chồng chuẩn bị ly hôn. Anh ta không có mặt tại đây đồng nghĩa tin đồn này đúng. À tỏ vẻ tiếc thương khi Hae In cưới phải tên đào mỏ, nhưng cô lại cho rằng à không biết một thứ gì về chồng mình cả. Đang tính đi tới chào hỏi giám đốc thì à ngăn lại. À nói rằng người yêu cũ của cô bây giờ đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho giám đốc. Hai người bạn lâu năm cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng. Hae In vẫn chán ghét tên này vì luôn khiến cô khó chịu. Cô nói thẳng mình muốn cậu giúp đỡ để có thể hợp tác với giám đốc. Jo Song rất ấn tượng trước tính cách này của cô. Có vẻ hắn vẫn còn tình cảm với Hae In. Ngay khi cô tính tới chào hỏi giám đốc thì Un U xuất hiện. Anh nói mình đã cố gắng thắng phiên tòa thật nhanh để tới đây. Cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp vượt mong đợi. Trong lúc vợ mình đi chào hỏi đối tác, tên Jo Song đã tới tiếp chuyện với anh. Hắn liên tục nhấn mạnh mình và Hae In trước đây từng có mối quan hệ tốt đẹp, bọn họ từng là người yêu cũ, nhưng khi chứng kiến Un U không cảm thấy khó chịu trước lời mình nói. Hắn đoán rằng hai người sắp sửa ly hôn, bị nói trúng tim đen khiến Un U cảm thấy bực mình, nếu đã từng thích Hae In thì phải cố gắng theo đuổi cô ấy chứ. Nhân dịp săn bắn thường niên của tập đoàn Queen, bọn họ đã mời Jo Song đến dự với tư cách khách mời danh dự, ai nấy đều cảm thấy phấn khích trước buổi tiệc này.
Chỉ riêng Un U là không hứng thú với việc đi săn lắm, vì vậy mỗi năm anh đều trở về với tay trắng. Điều này khiến mọi người còn tưởng anh không biết bắn súng. Trái lại, Hae In là một người khát khao chiến thắng. Cô không biết bọn khốn kia đã chuẩn bị một cái bẫy cho mình. Trong lúc Hae In đi săn thì bất ngờ một con lợn rừng tấn công cô. May mắn Un U đã xuất hiện kịp thời cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Hae In nhớ lại khoảng thời gian hai người yêu nhau. Lúc này Un U vẫn chưa biết cô là tiểu thư nhà tài phiệt. Đó là thời gian hai người hạnh phúc nhất. Anh đã hứa sẽ chăm lo cho cô cả đời này. Lời hứa ấy bây giờ đã thành hiện thực. Anh vừa cứu Hae In khỏi nguy hiểm. Đúng lúc này tên Jo Song chạy đến hỏi thăm nhưng đã bị anh ngăn lại. Un U nhanh chóng kéo vợ mình quay về. Trên đường đi nhận thấy cô bị thương ở chân, Un U đã chủ động bế cô lên đi về khu nghỉ dưỡng của gia đình. Mọi người đều bất ngờ khi thấy tình cảm của hai người. Khi nghe tin Hae In bị lợn rừng tấn công, ai cũng lo lắng. Nhưng đứa em trai lại không tin anh rể có thể bắn hạ một con lợn rừng. Bố vợ nói da của lợn rừng rất dày, nếu không nhắm trúng điểm yếu thì sẽ khiến nó phát điên lên. Cần phải là người có kinh nghiệm mới có thể xử lý được. Hae In nói rằng Un U từng là lính đặc công tinh nhuệ, chẳng qua là anh ấy không muốn thể hiện mà thôi. Ngay khi buổi tối bắt đầu, Un U đã nói mình phát hiện ra có kẻ cố tình phá hàng rào dụ lợn rừng xuất hiện. Bà dì nghi ngờ bồ mới của bố là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng chủ tịch lại nói để ngày mai mình kiểm tra máy quay, còn bây giờ hãy tận hưởng thành quả chuyến săn đã. Lần đầu tiên trong bữa ăn, Un U được bố vợ đối xử đặc biệt, ông dần có cái nhìn thiện cảm hơn với anh sau khi cứu con gái mình. Nhận thấy vị thế của con gái được nâng lên, bà mẹ đổi chủ đề bằng cách bắt chuyện với Jo Song. Bà nói hắn hãy xem đây là gia đình thứ hai của mình. Khi nào rảnh hãy đến đây để dùng bữa với chủ tịch. Tên Jo Song cũng rất biết cách lấy lòng người khác. Hắn nhận thấy chủ tịch rất thích chú chó của người chủ trang trại. Vì vậy, ngay khi kết thúc bữa tiệc, hắn đã chi ra 100 triệu ép người chủ bán chó. Trong khi đó, Un U đang do dự không dám vào phòng ngủ với vợ. Anh cố gắng kiếm chuyện để khiến bản thân bận rộn nhưng đã bị em vợ bắt bài. Cậu ta nhanh chóng đẩy anh vào phòng chị gái mình. Un U bước từng bước nhẹ nhàng tới bên giường vợ. Bất ngờ Hae In lên tiếng khiến anh giật mình. Cô hỏi tại sao anh lại về muộn như thế. Un U lấy lý do giúp em vợ vài chuyện pháp lý nên mới vậy. Hae In không biết tưởng chồng bị bắt nạt nên đã nhảy dựng lên, đang tính kiếm thằng em tính sổ thì bị anh ngăn lại. Cơn giận của cô cũng nguôi đi phần nào. Hae In muốn đi tắm để hạ hỏa nên nhờ anh cởi dùng cúc áo. Un U ngơ ngác đứng hình nhưng vẫn giúp vợ. Có vẻ như cảm nhận được không khí ngại ngùng từ anh, Hae In mới đề nghị anh vào tắm trước. Cô nàng bắt đầu nhớ lại khung cảnh Un U lao ra cứu mình. Đã từ rất lâu rồi cô mới thấy chồng mình đẹp trai đến lạ, cứ như anh là một con người khác. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng cánh cửa phòng tắm mở ra. Un U không mảnh vải che thân đã lọt vào tầm mắt của cô. Hae In ngại ngùng khi thấy cơ thể cường tráng của anh. Cô nàng nhanh chóng chạy vào phòng tắm để ổn định lại tinh thần. Chuyện gì đã xảy ra với thân trên của anh vậy? Đã lâu rồi hai vợ chồng mới có dịp ngủ cùng nhau. Cảm giác lạ lẫm này khiến bầu không khí ngại ngùng hơn. Hae In nhớ lại lần đầu tiên về nhà anh, cả hai đã ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường chật hẹp đó. Khác hẳn với hiện tại, Un U tò mò tại sao họ có thể làm như vậy được. Bất ngờ Hae In đề nghị ôm nhau ngủ nhưng anh đã từ chối. Ngay sáng hôm sau, tên Jo Song tức giận cầm súng tới trước mặt chủ nhà. Hắn phẫn nộ khi biết chủ trang trại muốn trả lại tiền cho mình để cứu chú chó. Dù hắn đã lấy lại số tiền nhưng vẫn giơ súng lên muốn xử con chó. Đúng lúc này một giọng nói đanh thép vang lên. Un U lạnh lùng hỏi hắn đang làm gì đó. Tên Jo Song nói mình chỉ đùa với họ thôi. Ngay sau đó hắn đã bỏ đi khi anh xen vào. Chủ nhà nhận ra hắn chính là đứa trẻ lúc nhỏ. Chính hắn là kẻ đã máu lạnh giết chết chú cún cưng của hàng xóm, một con quái vật kinh tởm. Cùng lúc này, chủ tịch đã phát hiện ra kẻ xuất hiện ở lỗ hổng hàng rào. Chủ tịch rất tức giận khi người đó chính là con trai cả. Ngày hôm sau, cả bố vợ và Un U tới nhà ông ta để hỏi cho ra nhẽ. Ông ta rất tức giận khi bị nghi ngờ là kẻ cố ý thả lợn rừng. Bố vợ cũng không hề nhân nhượng, chỉ vì hắn mà con gái ông đã gặp nguy hiểm. Ông ta ngồi xuống giải thích mình muốn gặp bố nói chuyện nên mới tới đó. Tuy nhiên, ông đã bị vu oan và đuổi đi. Trước khi rời đi, ông cầu xin hãy giúp mình gặp chủ tịch một lần. Ngay khi về nhà, bố vợ đã gặp bồ của chủ tịch. Tuy nhiên, bà ta nói mình không hề gặp con trai cả. Đã thế, bà ta còn nói ông hãy cẩn thận với anh trai mình, đừng nên tin bất cứ ai. Song gió cứ tiếp tục đến với Un U khi bà mẹ vợ muốn họ ly hôn. Bà ta đã nhờ người liên hệ mai mối con gái mình với Jo Song. Hắn ta rõ ràng có lợi thế về tiền bạc lẫn địa vị so với con rể. Chỉ cần lôi kéo được Jo Song thì con trai bà ta sẽ chắc suất thừa kế tập đoàn này. Như lịch hẹn từ trước, hôm nay Hae In tới gặp giám đốc phía Herman. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô chỉ nhìn thấy tên Jo Song ngồi đợi mình. Hắn báo giám đốc có việc bận đột xuất nên không tới được, vì vậy hắn sẽ giúp cô xem qua kế hoạch mặt bằng trung tâm thương mại. Với sự hiểu biết của mình về giám đốc, hắn đã chỉ ra những điểm thiếu sót của cô, nhờ đó bản dự thảo ngày càng hoàn thiện hơn. Trong khi đó, Un U vừa mới biết chuyện anh chị mình lên đây để gặp Hae In. Anh lo lắng họ sẽ làm lộ chuyện mình có ý định ly hôn. Tuy nhiên, bà chị đã tay nhanh hơn não gửi tin nhắn đến em dâu. Un U cố gắng gọi điện cho vợ để giải thích nhưng không được. Tên Jo Song nhân lúc cô đi ra ngoài đã tắt nguồn điện thoại Hae In. Ngay khi cô quay trở lại, hắn nói mình đã thấy Un U chần chừ khi cứu cô. Hae In sững người đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Cô tự hào nói đó là điểm khác nhau giữa hai người. Trong lúc Un U cố gắng cứu cô thì hắn lại đứng nhìn. Hắn vẫn không chịu thua trước cô. Hắn nói liệu cô có thực sự yêu chồng mình không. Nhận thấy sự do dự trong lời nói của Hae In đã khiến hắn mỉm cười. Buổi tiệc đã đến lúc tàn.
Hắn đưa Hae-in trở về nhà, Eun-woo đứng đợi cổng đã rất khó chịu khi vợ mình uống say, tử lượng của cô vốn dĩ đã không tốt rồi. Hắn ta vẫn cố tình châm chọc vào tình cảm hai người, dù cho đối diện hắn chính là chồng của Hae-in, điều này khiến Eun-woo thực sự nổi cáu. Anh lập tức ra lệnh cho tài xế đưa kẻ không biết điều này về, ngay sau đó anh nhanh chóng chạy về phía vợ. Eun-woo muốn kiểm tra xem cô có nhận được tin nhắn của chị không. Hae-in trong cơn say đã nói anh không được phép phản bội cô, ngay khi cô nàng rút điện thoại ra. Eun-woo đã nhanh chóng chạy tới hất nó ra khỏi tay vợ. Hae-in đứng hình khi nhìn thấy chồng mình hành động lạ, cô từ từ trao cho anh nụ hôn nồng cháy. Hai người ngượng ngùng cùng nhau đi vào nhà. Eun-woo rất muốn trộm điện thoại của vợ nên đã đi theo đến phòng. Tuy nhiên Hae-in lại hiểu nhầm rằng anh muốn vào phòng cùng mình. Cô nàng háo hức khi nhìn thấy chồng u mê mình đến thế. Eun-woo bên ngoài nghe thấy tiếng vợ mình vào phòng tắm nên đã đánh liều đi vào. Anh cố gắng thử đủ mọi loại mật khẩu nhưng điện thoại vẫn không chịu mở. Từ ngày sinh nhật mình đến ngày kỷ niệm lễ cưới, thời gian cứ thế trôi qua. Eun-woo do dự đoán chẳng lẽ mật khẩu lại là 1031, màn hình chính điện thoại sáng lên, cuối cùng anh cũng mở được mật khẩu máy vợ. Anh nhanh tay xóa hết tin nhắn của chị gái mình gửi, ngay khi vừa xong việc thì Hae-in đi ra, cô rất bất ngờ khi thấy anh vẫn ở đây. Eun-woo nói vì mình không ngủ được nên mới qua đây nói chuyện với cô, Hae-in cười thông cảm trước lý do trẻ con này của anh. Mặc cho Eun-woo cố gắng chống chế đi nữa, cô vẫn muốn cùng anh nói chuyện, tuy nhiên Eun-woo đã nhanh chân bỏ chạy về phòng mình trước khi mọi việc đi quá xa. Anh thẫn thờ nhớ lại mật khẩu của vợ, đó chính là ngày dự kiến sinh con đầu lòng của hai người. Eun-woo rất vui khi chuẩn bị được làm cha. Cả hai đã dành nguyên một căn phòng lớn để trang trí cho con. Tuy nhiên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này không được trọn vẹn, nỗi đau quá lớn khiến anh canh cánh mãi trong lòng. Ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Eun-woo đã thấy vợ uống nước cam giải rượu. Anh nhớ lại lời nói của tên khốn Jo xong tối hôm qua nên đã phát bực. Bất ngờ Hae-in tiến tới khiến anh mong chờ hơn bao giờ hết, nhưng cô nàng chỉ lấy sợi chỉ mắc một bên áo của anh ra mà thôi. Bữa sáng xong xuôi, Hae-in diện đồ chuẩn bị đi làm. Vừa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của vợ, Eun-woo đã bị hút hồn. Anh tự hỏi tại sao Hae-in lại xinh đẹp đến vậy, trái tim anh lại rung động một lần nữa. Cấp dưới nhận thấy anh có chuyện vui nên đã hỏi thăm, điều này khiến Eun-woo cảm thấy mình có vấn đề thật rồi. Khi đang đi ngang qua phòng họp, anh thấy vợ mình đang cau mày. Anh có thể dự đoán chính xác vợ mình lại chuẩn bị quát tháo nhân viên, nhưng chỉ một lúc sau cô lại cười lên trông thật xinh đẹp. Eun-woo hoảng sợ trước bộ dạng mê vợ của mình, anh đem chuyện cả ngày hôm nay đi kể với bạn thân. Cậu rất bất ngờ khi Eun-woo mua giày tặng vợ. Anh nói đó là do cô ấy chưa sửa di chúc, vì vậy Eun-woo đang tích cực thể hiện mình là một người chồng tốt. Sự chân thành của anh đã khiến Hae-in cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên cô ấy mang giày của anh tặng đi làm, nhưng chưa kịp vui thì tên Jo xong đến phá đám. Nhân viên bên cạnh nói hai người họ thường xuyên gặp mặt nhau và ăn trưa. Eun-woo giải thích vì vợ mình là người nghiện công việc nên mới thế. Chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đưa tay chạm tóc vợ mình. Eun-woo cười thầm kiểu gì hắn cũng bị vợ mình chửi nhưng anh đã sai. Hae-in lại cười tươi hơn bao giờ hết. Cậu bạn khó hiểu khi thấy Eun-woo lại ghen tị, chẳng lẽ anh đã rơi vào lưới tình của cô một lần nữa, dù anh cố gắng giải thích đến đâu cũng không thể qua mắt được bạn mình. Cùng lúc này Hae-in đang đi cùng tình địch, bọn họ có cuộc hẹn nói chuyện riêng với giám đốc Herman, nhưng trước khi vào cuộc họp tên Jo xong đã nói cho cô điểm yếu của giám đốc. Tên giám đốc đang cặp bồ cùng với một nhà thiết kế nổi tiếng, nếu cô tấn công vào điểm đó hắn sẽ phải đồng ý với điều kiện cô đưa. Hae-in rất cảm kích khi Jo xong hy sinh mối quan hệ vì lợi ích của cô. Việc tên giám đốc có bồ chỉ mình hắn biết, Hae-in nói mình sẽ trả ơn cho cậu vào dịp khác. Ngay khi Eun-woo trở về, cô nàng đã ngoan ngoãn ngồi đợi sẵn. Cô rất vui khi anh mua món bánh yêu thích cho mình. Cô có tin vui muốn báo cho Eun-woo biết. Khi mở ra anh đã rất bất ngờ, trong đó là thông báo một trung tâm có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Tỷ lệ sống đã lên tới 51%. Eun-woo gào thét chạy khắp sân nhà bởi tin chấn động này. Nếu như cô ấy được chữa trị khỏi căn bệnh, anh sẽ một lần nữa rơi vào tình cảnh làm nô bộc cho gia đình vợ. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà Eun-woo đã sờn hết gai ốc, anh không hề muốn phải quay lại cuộc sống áp lực trước đây. Eun-woo nghĩ mình nên ly hôn như dự định ban đầu, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của Hae-in, anh lại sợ hãi dẹp tan suy nghĩ này. Sáng hôm sau vừa mới xuống nhà thì tên tình địch lại xuất hiện, Eun-woo cố gắng xen vào giữa hai người nhưng lại bị vợ đẩy ra xa. Dù anh cố thể hiện với tên Jo xong nhưng rõ ràng hắn không quan tâm lắm, đã vậy hắn còn kéo rèm để chắn đi tầm mắt của anh. Hae-in cảm thấy vui khi nhìn chồng mình ghen tị đến thế. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của vợ anh đều để ý, Eun-woo buồn bã gọi thằng bạn thân chí cốt ra tâm sự tiếp. Cậu nói nếu muốn ly hôn thì hãy để cô đến với tình địch đi. Nhưng đời nào Eun-woo chịu đồng ý, anh không muốn cô rơi vào tay một kẻ máu lạnh như hắn. Tối hôm đó Hae-in mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Bà mẹ đã ngồi đợi sẵn cô ở phòng khách, bà rất tức giận khi Jo song không chịu đầu tư vào dự án của con trai. Bà nghĩ tất cả chuyện này là do Hae-in cản trở, cơ thể cô đã không còn đứng vững được nữa, may mắn Eun-woo đã xuất hiện kịp thời để đỡ cô. Anh đưa vợ mình lên phòng và khuyên cô hãy nói chuyện này với gia đình, nhưng Hae-in không muốn làm vậy. Cô ghét kẻ khác lấy đi vị trí vốn có của mình, nhưng sâu trong tâm cô không muốn gia đình mình bị sốc, họ đã từng mất đi đứa con trai cả rồi. Nếu bây giờ cô báo mình chỉ còn 3 tháng, chắc bố mẹ sẽ không sống nổi mất. Hae-in cầu xin đừng xem mình là bệnh nhân nữa rồi đuổi anh ra ngoài. Nhân cơ hội mọi chuyện trong nhà đang rối ren, tên Jo song đã lên kế hoạch thâu tóm hết cổ phần của tập đoàn Queen. Hắn đã thu mua một lượng lớn cổ phần từ các nhà đầu tư.
Hae-in vẫn chưa biết gì đến kế hoạch này. Đang trên đường đi kiểm tra trung tâm mua sắm mới, Hae-in bắt gặp một kẻ đang cố tình gây sự trước quầy hàng. Hắn nói trung tâm bán mỹ phẩm kém chất lượng cho vợ mình, không chỉ đòi bồi thường mà hắn còn đập phá cửa hàng. Hae-in cực kỳ ngứa mắt nên đã can thiệp, cô ra lệnh cho cấp dưới bắt và khởi kiện bọn chúng lên tòa. Chính hành động này của cô đã nhận được sự tán dương của khách hàng. Bất ngờ tin nhắn chị gái Un U hiện lên khiến cô vội vàng về quê chồng. Hae-in chỉ muốn giúp bố chồng thắng cuộc bầu cử trưởng làng nên đã mở một buổi tiệc. Trong lúc mọi người ăn uống no say, cô lại lặng lẽ về thăm phòng anh. Hae-in vui mừng khi thấy anh vẫn còn giữ máy nghe nhạc của mình. Cô nhớ lại thời học sinh đáng quên khi bị mọi người trong lớp cô lập, chính Un U là người xuất hiện giúp đỡ, anh giống như bạch nguyệt quang chiếu rực thanh xuân của cô. Khi nghe tin vợ về nhà mình, Un U đã nhanh chóng lái xe về quê, tuy nhiên hỏi ai cũng không thấy vợ mình đâu cả, Un U lo lắng cho sự an nguy của cô. Anh một mình đạp xe khắp làng để tìm Hae-in, cô đã rất sợ hãi khi không nhớ tại sao mình lại ở đây, trong bóng đêm trước mắt cô nhìn thấy ánh sáng lẻ loi. Un U xuất hiện vào lúc cô cần anh nhất, anh rất tức giận khi vợ bỏ đi mà không báo cho mình biết, ngay khi anh định rời đi thì ánh đèn rực sáng cả góc trời. Hae-in nhìn thấy bộ dạng ướt sũng vì đi tìm mình của chồng, cô xúc động nói ra sự thật về căn bệnh của mình. Nó khiến cô không thể nhớ được tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Un U đau lòng nhìn vết thương lấm lem trên người cô, anh chạy tới trao cho Hae-in cái ôm ấm áp nhất. Cả hai kiếm một nơi trú mưa, Un U tò mò lý do tại sao cô lại về quê mình. Hae-in nói chị gái anh nhắn tin báo bố sắp thua bầu cử. Vì thế cô đã sắp xếp công việc rồi trở về đây giúp bố. Un U cười ra nước mắt trước lý do ngớ ngẩn này. Bất ngờ có tiếng gọi to Hae-in trong đêm tối. Cô ngạc nhiên khi cả gia đình chồng lội mưa đi tìm mình. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Mọi người ai cũng lo cho sức khỏe của cô. Nhận thấy cô có vẻ ngại ngùng, Un U đã nói cả nhà đi nghỉ trước đi. Cứ để con ở lại chăm sóc vợ là được. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hae-in nói mình cần phải sấy tóc, tuy nhiên chiếc máy sấy đã quá cũ nên Un U đã giúp vợ mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc của cô. Hae-in bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng rực, cô ngại ngùng nói tóc mình khô rồi. Un U lắng nghe câu chuyện lúc sáng của vợ. Anh nhận thấy cô bị thương rất nhiều chỗ, vì vậy anh đã tận tình băng bó cho cô. Nhìn miếng băng gạt dễ thương khiến tâm trạng của cô tốt hơn, anh nói cô đừng bao giờ ở một mình nữa. Hae-in bất ngờ chỉ vào đường chỉ tay của mình, tại sao đường sinh mệnh của mình ngắn thế nhỉ? Nghe đến đây Un U đã bắt đầu khó chịu. Anh lớn tiếng nói cô đã tìm được bệnh viện tốt nhất rồi mà, kiểu gì bọn họ cũng chữa được bệnh cho cô, vì thế đừng bao giờ nói bản thân sắp chết nữa. Hae-in xúc động trước tình cảm của anh, cô dè dặn hỏi liệu anh có thể đi khám cùng mình được không. Un U đứng hình vài giây rồi đồng ý với vợ, giữa hai người như có một sức hút vô hình. Un U từ từ tiến lại gần cô, nhưng vào giây phút cuối anh lại bỏ chạy ra ngoài, để lại Hae-in một mình trong căn phòng vắng. Un U không hiểu bản thân đang muốn làm gì nữa, chẳng lẽ anh vừa định hôn Hae-in ư? Un U nghĩ chắc đêm nay mình không thể về nhà được rồi. Cùng lúc này Hae-in đang vui mừng khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của anh. Cô nghĩ anh chắc bận việc gì đó nên mới chạy ra ngoài thôi. Cô không ngờ chồng mình lại trốn sang nhà bạn ăn nhậu. Nhìn thấy dáng vẻ Un U thất thần, người bạn tưởng anh bị vợ đuổi ra ngoài. Un U nói mình không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nếu về nhà lúc này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Hae-in lo lắng nên đã nhắn tin hỏi anh ở đâu. Un U sợ hãi bảo cô hãy ngủ trước đi. Nhưng làm sao mà cô ngủ ngon được khi chồng mình bỏ chạy. Trong cơn say, Un U đã nói hết tiếng lòng của mình. Từ trước đến nay anh đã cố tình không thích cô, vậy mà tại sao mỗi khi nhìn Hae-in cười? Con tim anh lại rung động, Hae-in đi tìm chồng vô tình nghe thấy tất cả. Cô thất vọng quay trở lại ngôi nhà, mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ 2 năm trước. Un U đi làm về thấy vợ cho người dọn sạch phòng của đứa con mới mất. Anh tức giận hỏi cô tại sao lại làm thế, Hae-in chỉ dửng dưng trả lời khiến anh cảm thấy cô thật lạnh lùng. Từ đó anh quyết định sẽ dọn đồ của mình vào phòng con. Mỗi lần trở về nhìn ánh sao trên trần nhà, anh lại không kìm được nước mắt. Un U không biết vợ cũng đau khổ như thế, Hae-in luôn đổ lỗi việc sảy thai là do cô, vì vậy cô không có tư cách để đau buồn. Sáng sớm hôm sau khi quay trở về nhà, Un U bất ngờ khi thấy cô đang ngồi đợi mình, Hae-in thể hiện thái độ lạnh nhạt với anh, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để quay lại công ty. Trước khi hai đứa rời đi, mẹ chồng đã tặng cô rất nhiều quà, bà muốn con dâu mình hãy quan tâm sức khỏe nhiều hơn, cả nhà nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần. Chị chồng nhớ lại cái ngày mà mình hẹn gặp Hae-in, lúc đó chị tưởng cô là một kẻ đào mỏ em trai mình, chị đã đưa ra một số tiền và bảo cô hãy chia tay em trai. Hae-in không hề kém cạnh chị ta, cô tuyên bố mình sẽ không bao giờ chia tay anh. Đúng lúc này Un U xuất hiện hét lớn chị đang làm gì vậy? Bà chị nói mình làm vậy vì muốn tốt cho anh, chị nói thật cô ấy đâu phải là gu của em. Hae-in tức giận nắm chặt lấy tay anh. Cô lạnh lùng hỏi gu mà Un U thích là gì, bà chị ngây thơ kể lại chuyện anh từng có tình cảm với bạn học lúc trước, mũi giáo một lần nữa hướng đến Un U. May mắn anh đã thoát pressing kịp thời, Un U thừa nhận mình từng thích kiểu con gái như thế, nhưng người mà anh thích bây giờ chính là em. Nói xong rồi anh kéo Hae-in rời khỏi quán. Trước khi đi cô không quên cầm theo chiến lợi phẩm, quay trở lại hiện tại chiếc xe đã về tới nhà. Hae-in bất ngờ nói đêm qua mình không hề đợi anh. Un U hiểu cô muốn nói gì nên bảo hãy vào nhà trước đã. Hae-in mặc dù tức giận nhưng rất quan tâm đến anh, nhìn thấy vai áo của anh ướt vì cầm ô che cho mình. Cô nói anh hãy cầm ô cho đàng hoàng đi. Đúng lúc này tên Jo Song xuất hiện, hắn cầm ô đến dìu cô vào trong nhà. Un U bất lực nhìn vợ mình trong vòng tay người khác.
Nếu không biết chắc Un U còn tưởng hắn là chủ nhà. Anh tò mò tại sao hắn lại có mặt ở đây. Tenzo xong nói chính mẹ vợ anh đã mời mình đến. Việc hắn ở đây sẽ tiện cho kế hoạch làm ăn sắp tới hơn. Un U ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cực bực bội. Anh lo lắng nếu hỏi vợ mình về chuyện quá khứ liệu có ổn không. Jo Song chính là khách quý trong ngôi nhà này, đứa em trai và bà mẹ đều chào đón hắn. Bà ta muốn Jo Song đầu tư vào dự án của con trai mình. Ngày hôm sau, đứa em rất tự tin trước kế hoạch đầu tư. Cậu ta hào hứng nói mình có sự tài trợ của Jo Song, mọi việc diễn ra sẽ thuận lợi thôi. Nhưng Un U lại không nghĩ vậy. Anh nói họ cần phải kiểm tra tính rủi ro của khu đất. Nếu có vấn đề gì phát sinh, công ty sẽ ảnh hưởng rất nặng. Chủ tịch đồng ý trước ý kiến của Un U, ngoài xử lý công việc trên công ty. Un U cũng đang cho người điều tra kẻ đặt bẫy trong bãi săn. Nhờ sự giúp đỡ của chủ nhà, anh đã có đoạn băng quay lại kẻ phá hàng rào, nhưng để khôi phục nó cần 3 đến 4 ngày. Quay trở lại công ty, Un U chớt lặng khi thấy vợ trong vòng tay tình địch. Anh ân cần tiến tới hỏi có chuyện gì thế, nhưng He In không muốn nói chuyện với anh. Tenzo xong cũng nhận ra cô đang mắc phải vấn đề gì đó. Tuy nhiên, He In luôn che giấu bệnh của mình một cách khéo léo. Hôm sau, He In đến gặp bác sĩ. Ông nói lượng bạch cầu trong cơ thể cô là quá thấp, điều này chứng tỏ việc điều trị không có hiệu quả lắm. He In không chấp nhận được kết quả này. Cô đã cố gắng chống chọi để có thể sống, bất ngờ gì của cô cũng có mặt ở đây. Bà sững sờ khi thấy cháu gái đứng trước khoa u não, bà cố gắng động viên cô sẽ chữa khỏe bệnh này mà. Hay nói cả gia đình chỉ mình chồng cháu biết, dù cứng rắn là thế nhưng đứng trước vấn đề sống còn, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cô quyết định sẽ đi tới Đức một mình để chữa trị. Khi Un U biết chuyện thì cô đã ở trên máy bay rồi, anh thất vọng tìm đến rượu giải sầu. Un U xem lại đoạn phỏng vấn mà vợ chồng anh thực hiện. Lúc đó, Hae-in đã nói mình muốn được đi du lịch cùng anh. Un U đã tua đi tua lại đoạn băng rất nhiều lần. Đôi mắt của anh dần ngấn lệ. Sáng hôm sau, anh quyết định bắt chuyến bay sớm nhất. Cùng lúc này, Hae-in vừa trải qua rất nhiều cuộc điều trị, nhưng kết quả mang lại không tốt một chút nào. Cô thẫn thờ đi dạo quanh công viên, ngắm nhìn quang cảnh và lắng nghe câu chuyện của chúng. Hae-in cứ đi mãi cho đến khi kiệt sức. Bất ngờ một tiếng gọi lớn khiến cô giật mình. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác ư? Un U từ từ xuất hiện trước mắt cô. Anh ân cần thay giày cho vợ. Cô ngạc nhiên khi anh biết mình ở đây, Un U chỉ cười và nói mình đoán. Anh nói thời gian qua mình đã khóc rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến cô, anh đều cảm thấy đau lòng. Hae In cảm nhận được tình cảm chân thành của anh, cô không còn muốn dối lòng nữa. Hae In xúc động khi anh ở đây, cô nói mình không tìm được phép màu để sống. Điều cô muốn chính là được ở bên anh mà thôi. Hai người khóc ôm chầm lấy nhau không rời. Tình cảm hai người đã trở nên tốt lên. Un U tò mò hỏi tại sao vợ mình lại muốn ăn mì ly. Hae In nói cô muốn thử mọi thứ trước khi chết. Cô còn cẩn thận căn dặn anh chuẩn bị lễ tang của mình. Anh tuyệt đối không được cho những kẻ cô ghét tham dự. Nếu bọn họ có nói xấu cô thì anh phải xử lý họ. Điều này khiến Un U có vẻ không vui. Anh nói cô nhất định sẽ chữa khỏi bệnh mà. Hae In nói đám tang của mình chắc sẽ không ai khóc đâu. Chỉ ít cô cũng muốn nhìn thấy anh khóc. Un U buồn bã chuyển hướng cuộc trò chuyện. Bất ngờ Hae In nhắc đến tờ di chúc mà mình làm trước khi cưới. Cô nói khi quay về mình sẽ sửa nó. Un U lại muốn cô sửa nó sau khi hoàn toàn hồi phục. Hai người quay trở lại khách sạn. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới có cơ hội ở chung phòng, bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy họ. Hae In chủ động nói mình sẽ ngủ trong phòng. Còn anh muốn ngủ đâu thì tùy, cứ làm theo con tim mách bảo. Thấy vợ mình bật đèn xanh, Un U nhanh chóng chạy theo. Anh muốn được ngủ cùng phòng với vợ. Hae In nhịn cười đồng ý trước yêu cầu của anh, đang tính nắm tay vợ thì bị cô giật tay ra. Hae In bắt đầu kể chuyện ở công ty cho chồng nghe. Cô nói bạn mình mới bị tai nạn, thế mà điều tên chồng quan tâm chính là tài sản của bạn. Hae In ghê tởm những kẻ đó. Un U ngồi nghe mà toát hết mồ hôi, có tật thì giật mình. Anh càng cảm thấy áp lực khi cô khen, đâu phải ai cũng giống anh. Hae In xúc động khi anh luôn quan tâm đến mình khi cô bị bệnh. Cô càng nói Un U càng khó xử, cảm giác tội lỗi trùm kín lên người anh, ngắm nhìn vợ mình say giấc. Un U nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đã rất lâu rồi anh không có cảm giác bình yên như này, mọi chuyện cứ như một giấc mơ đẹp. Ngay từ sáng sớm anh đã đến nhà thờ, Un U thành khẩn cầu nguyện mọi điều may mắn sẽ đến bên cô, sau đó anh đến trung tâm điều trị của vợ để nghe kết quả. Giáo sư nói lượng bạch cầu trong người cô quá ít, việc điều trị cơ bản không có tác dụng gì. Un U nói giáo sư không được tùy tiện thao túng kết quả. Nơi này đang được nhận tiền đầu tư từ tập đoàn, giáo sư tưởng anh đến đòi tiền, nhưng Un U không quan tâm đến thứ nhỏ nhặt này. Anh đe dọa sẽ kiện nếu hắn không chữa dứt điểm cho vợ. Chính điều này đã khiến giáo sư đồng ý mạo hiểm một lần, họ sẽ tăng lượng bạch cầu cho cô đồng nghĩa với rủi ro cao hơn. Hae In nhận được thông báo đã rất vui mừng, cô một lần nữa được tiếp thêm hy vọng sống, hai vợ chồng tận hưởng nốt chuyến đi này. Hae In bắt đầu ghen khi thấy chồng mình rất thu hút phụ nữ. Cô khó chịu nhắc lại về mối tình đầu của anh. Un U chỉ có thể cắn răng cam chịu trước đòn tấn công của vợ. Dù có là luật sư nổi tiếng, anh cũng không thể cãi nhau thắng vợ được. Nơi này đầy ắp kỷ niệm của hai người. Bọn họ đã từng đến đây để hưởng tuần trăng mật. Địa điểm nổi tiếng nhất chắc là cầu tình yêu, nhưng vì quá nhiều ổ khóa nên họ không thể tìm thấy cái của mình. Hae In tận hưởng cảm giác bình yên của khu chợ. Cô thắc mắc tại sao mọi người lại có nhiều thời gian rảnh thế. Bất ngờ hai người đi qua cửa hàng lưu niệm. Hae In luôn miệng nói bọn họ giỏi làm kinh tế thật, chỉ với mấy cái cỏ bốn lá này mà đã thu hút được rất nhiều người. Hae In cũng quyết định mua một lá để cầu may. Nhận thấy vợ mình hạnh phúc như vậy, anh cũng yên lòng. Hôm nay là ngày cô tiếp tục điều trị. Hae In thất thần đi ra khỏi phòng khiến anh lo lắng.
Un U tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhưng không phải, cô thấy hơi sốc khi mình tăng cân, anh ngơ người khi nghĩ chuyện đó quan trọng ư. Hae-in lo lắng anh sẽ nhớ mãi khuôn mặt xấu xí của mình, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, tâm trạng của vợ đã tốt lên. Nhưng khi đi theo y tá cô bất ngờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Hae-in vội vàng đuổi theo đứa nhóc, trong khi đó Un U lo lắng khi y tá báo vợ mình mất tích. Anh vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm, Un U nhìn thấy một đám đông tập trung lại tại công viên, anh sợ hãi khi nghĩ rằng đó có thể là vợ mình. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với anh, một bàn tay nhẹ nhàng kéo anh lại, Hae-in thất thần nói mình đói quá. Anh thở phào nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, Un U hỏi cô đã đi đâu thế, Hae-in nhớ lại chuyện lúc nhỏ của mình. Chính anh trai cô đã bỏ mạng khi cố gắng cứu cô khỏi đuối nước, kể từ đó mẹ luôn lạnh nhạt với cô, điều này khiến Hae-in cảm thấy có lỗi đến tận bây giờ. Un U an ủi rằng đó không phải lỗi của cô. Anh nói có lẽ cô đã gặp ảo giác rồi, việc cô cần tập trung bây giờ là điều trị cho tốt. Un U không hề biết lúc này ở nhà sóng gió đang ập đến, từ lâu tên Jo Song đã cấu kết với người nhà để đột nhập phòng anh, hắn đã phát hiện ra nơi Un U khôi phục đoạn băng, kẻ đã đặt bẫy chính là em dâu, tuy nhiên bọn chúng đã tiêu hủy bằng chứng quan trọng này, không dừng lại ở đó, tên Jo Song đã lén cài máy nghe lén vào bức tranh tặng chủ tịch. Không chỉ cấu kết với em dâu mà ngay cả vợ bé của chủ tịch cũng có liên quan, bà ta cố tình đánh rơi quân cờ để chỉ ra máy nghe lén được cài dưới bàn. Tên Jo Song thuận lợi đưa người của mình vào kiểm tra ngôi nhà, hắn hài lòng khi đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Un U, bây giờ người nhà họ đang nghi ngờ con rể phản bội. Bọn họ quyết định sẽ phá két sắt của anh ra để kiểm tra, ai cũng bất ngờ khi trong đó là tờ giấy ly hôn, Un U vẫn chưa biết chuyện này. Anh vui vẻ chạy đi mua thật nhiều cỏ may mắn cho cô, Hae-in vui mừng khi thấy chồng quan tâm mình đến thế, bất ngờ tin nhắn của mẹ gửi đến khiến cô suy sụp. Trong tin nhắn là bức ảnh tờ giấy ly hôn có đóng dấu tên anh, Hae-in tức giận ném món quà của anh, cô đau lòng hỏi anh đây có phải sự thật không? Cô muốn anh hãy phủ nhận chuyện này đi, đến lúc này Un U không thể nói dối cô được nữa, anh thừa nhận chuyện này là do mình chuẩn bị. Hae-in cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cô hỏi anh đã làm cái này từ khi nào, có phải là ngày mà tôi nói mình sắp chết không? Un U cúi đầu thừa nhận, Hae-in thất vọng khi anh lại phản bội mình như thế, bây giờ trong mắt cô anh không khác gì bọn họ. Bấy lâu nay anh đã lừa dối cô, Un U nói mình đã tìm thấy ổ khóa trên đường đến đây, nhìn thấy khuôn mặt ngấn lệ của anh. Hae-in có chút cảm giác khó tả, liệu tình cảm của anh có phải là thật hay chỉ là đùa giỡn? Hae-in lặng lẽ quay trở về khách sạn thu dọn đồ. Cô đã không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa, Un U nhanh chóng đuổi theo cô, anh không muốn để cô đi một mình. Hae-in cầu xin anh hãy để mình rời đi, cô thực sự không còn sức để tức giận nữa, Un U nói cô hãy cho mình cơ hội để giải thích. Nhưng cô đã khước từ đề xuất này, hai người một lần nữa rời xa nhau, Hae-in nhớ lại những lúc anh đối xử tốt với mình. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, tình cảm này đã trao hết cho anh, cô không biết phải đối mặt với sự thật như nào nữa. Hae-in đầu óc mơ màng đi ra giữa đường, khối u ác tính đã khiến cô không nhận thức được xe lao đến, may mắn Un U đã đến kịp kéo cô ra khỏi nguy hiểm. Anh tức giận nói cô hãy quay về đi, mình sẽ giải thích hết tất cả, nếu lúc đó cô vẫn muốn ly hôn thì anh cũng sẽ đồng ý. Hae-in nhìn anh thật lâu, cô cầu xin anh đừng bao giờ xuất hiện cứu mình nữa, Hae-in gạt tay anh ra rồi bước đi trong vô thức. Tâm trạng của Hae-in không hề tốt, điều này có nghĩa phương pháp của viện nghiên cứu không hiệu quả. Giáo sư nói với anh việc cô thường xuyên chạy ra đường là dấu hiệu không tốt. Đó chính là báo hiệu của những người muốn tự hẹo. Un U hiểu chuyện này liên quan đến mình. Đúng lúc này y tá báo Hae-in muốn xuất viện. Un U lo lắng nhanh chóng đuổi theo vợ. Hae-in không còn ý định muốn tiếp tục chiến đấu nữa, cô đã quyết định buông xuôi mọi thứ. Điều mà anh lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Un U chớt lặng nhìn cô bước đi, bất ngờ anh chạy tới nói với cô mình rất biết ơn nếu được ly hôn. Un U đã quyết định khiến cô hận anh càng nhiều càng tốt, đây là cách duy nhất để cô có thể tiếp tục sống. Anh đã nói những lời dối lòng để khiêu khích cô. Với bản tính hiếu thắng của mình, dù có chết Hae-in cũng sẽ không bao giờ để anh ra đi yên ổn. Bây giờ trong mắt cô anh không khác gì một cái gai. Hae-in thề sẽ khiến anh trả giá đắt khi dám thách thức mình. Ngày hôm sau bọn họ quay trở về nước, Un U thấy trên bảng tin dự án của em vợ đã được ký kết. Anh biết tên Jo Song có liên quan tới thương vụ này, hắn lúc này đang âm mưu muốn nuốt chọn tập đoàn Queen, bọn họ vẫn không hề biết đến âm mưu này. Bây giờ trong nhà đang loạn lên vụ ly hôn của Hae-in, họ cho rằng Un U có nhân tình bên ngoài nên mới phản bội. Hae-in tức giận nói chuyện này hãy để mình điều tra. Cô sẽ cho đội kiểm toán làm việc, chỉ cần phát hiện anh ấy có khoản thu chi mờ ám, cô sẽ khởi kiện và tống Un U vào tù. Trong khi đó anh được cậu bạn thân đến đón, cậu ta lo lắng cho an nguy của bạn mình, Un U hối hận vì những chuyện mình đã gây ra. Bây giờ anh cũng không biết bản thân nên làm gì nữa, điều anh có thể chờ đợi chính là cơn thịnh nộ của Hae-in, chỉ như vậy cô mới có lý do để tiếp tục sống. Un U lái xe trở về căn biệt thự, cậu em từ sớm đã chờ anh ở đây, cậu ta tưởng rằng anh muốn nhắm đến tài sản thừa kế. Nhưng Un U nói mình không hề đặt máy nghe lén, anh đến đây là muốn gặp ông để giải thích mọi chuyện, tiện đây anh khuyên cậu ta hãy dừng việc xây dựng khu nghỉ dưỡng. Nếu cậu thất bại thì tên khốn kia sẽ lấy được 8,4% cổ phần, nhưng đứa em không hề nghe theo lời khuyên này, cậu ta đã bị mù quáng trước lợi ích, Un U đi vào phòng gặp chủ tịch. Ông rất tức giận khi anh dám phản bội mình, Un U nói mình không hề đặt máy nghe lén, từ trước đến nay anh đã điều tra kẻ gây thâm hụt ngân sách của công ty.
Việc chủ tịch bị điều tra là kế hoạch của kẻ nào đó, tuy nhiên bây giờ anh vẫn chưa điều tra ra kẻ đứng sau. Tenzo song qua máy quay đã biết được nội dung cuộc nói chuyện. Hắn ngay lập tức báo cho đồng phạm trốn ra nước ngoài. Tối hôm đó khi anh quay trở lại, Hae-in đã đến gặp và đưa ra lời tuyên chiến. Cô đã đóng dấu vào đơn ly hôn rồi, tuy nhiên việc khi nào nộp nó hay làm gì đều do cô quyết định. Un-woo đồng ý với điều này. Hae-in nói mình sẽ thuê luật sư giỏi nhất để khởi kiện. Anh đừng hòng mà thoát khỏi đây an toàn. Un-woo níu chặt tay cô. Anh nói cô đừng tin Tenzo xong đó, hắn chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Hae-in thắc mắc tại sao anh lại nói như vậy. Un-woo trả lời đoạn băng mà mình nhờ phân tích đã biến mất. Tên đó đã can thiệp vào chuyện này, cô không quan tâm tới những lời anh nói. Phản bội là phản bội. Ngày hôm sau Hae-in ăn diện một cách sang chảnh nhất để đến công ty. Mọi người đều nhận ra cô đang trong thời kỳ hắc ám. Việc cô giống một con công lộng lẫy đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bị hành. Nhân viên mới sơ ý làm đổ tách trà lên tài liệu giám đốc. Tuy nhiên Hae-in không hề tỏ ra cáu giận chút nào. Chính vì chuyện này đã khiến nhân viên khiếp sợ, cuộc chiến giữa hai người chính thức nổ ra. Hae-in đã cho đội kiểm toán đến tịch thu tài liệu của Un-woo. Đồng thời cô còn từ chối hết mọi kế hoạch mà anh vạch ra. Người chịu trận lại chính là thư ký riêng của họ. Thư ký phải rất vất vả để sắp xếp lịch trình để họ tránh đụng độ nhau. Nhưng biến cố mới lại xảy ra khi Hae-in quyết định đổi lộ trình. Cô nàng không muốn chờ đợi nên đã đi tới thang máy tòa bên cạnh. Tình cờ lúc này nhóm của Un-woo cũng đang ở đây. Một cuộc đối đầu giữa hai bộ phận lại nổ ra. Dù có là luật sư nổi tiếng nhưng anh không thể cãi thắng vợ được. Un-woo chỉ ngậm ngùi để vợ đi trước. Buổi chiều hôm đó, Hae-in đã phát hiện ra một khoản tiền bất thường của chồng. Thư ký báo mỗi tháng anh sẽ dành ra một số tiền mua hoa gửi gái. Hae-in tức giận muốn biết người này đang ở đâu. Nhưng khi đến nơi, cô bất ngờ khi đó lại là nhân viên công ty. Un-woo đã dùng danh nghĩa của cô để gửi hoa tang chia buồn. Thì ra con gái nhỏ của họ vừa mới qua đời. Hae-in chạnh lòng khi thấy cảm xúc thật của họ. Khi ra về, cô tình cờ đụng mặt Un-woo. Cô nói anh đừng làm như thế này nữa. Việc anh cần là ở yên đó và biến đi khi tôi bảo. Nói xong rồi cô bỏ đi. Tối nay cô có lịch hẹn ăn tối với Tenzo xong. Hắn đã đánh hơi thấy việc cô bị bệnh, nhận thấy hắn có biểu hiện kỳ lạ. Hae-in nói có việc gì hãy nói thẳng ra. Tenzo song không giấu giếm ý định của mình nữa. Hắn bảo cô hãy ly hôn đi. Hae-in lạnh lùng nói đừng xen vào việc của mình. Nói rồi cô tức giận bỏ đi, nhưng cơn đau đầu đã ập tới khiến cô không còn đứng vững. Khó khăn lắm cô mới có thể trở về nhà. Cùng lúc này Un-woo đã điều tra ra danh tính thật sự của hắn. Tenzo song này chính là con trai của vợ bé chủ tịch. Tuy nhiên hắn đã bị bà ta bỏ rơi ở cô nhi viện lúc nhỏ. Bọn chúng đang lên kế hoạch để thâu tóm tập đoàn. Un-woo nhanh chóng trở về nhà, bất ngờ anh thấy Hae-in đang ngồi cho mèo ăn dưới mưa. Anh lo lắng hỏi tài xế của cô đâu. Hae-in nói mình không nhớ gì hết, cô đã quên mất chuyện bọn họ vừa mới từ Đức về, hay cả chuyện anh lộ tờ giấy ly hôn. Nhìn thấy vợ mình như thế anh rất đau lòng, những giọt nước mắt lan dài trên má. Hae-in lo lắng ôm lấy Un-woo an ủi. Anh nhớ lại khoảng thời gian hai người đang còn yêu nhau, Hae-in lúc đó đã bao trọn thủy cung để dẫn anh đi chơi. Ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước khiến anh cảm thấy yên bình. Un-woo không nghĩ nhiều về sự khác lạ này, anh cứ nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Un-woo lấy hết can đảm quỳ xuống cầu hôn cô. Hae-in vui mừng đồng ý lời cầu hôn ngọt ngào này. Bây giờ anh mới nhận ra tình yêu dành cho cô bao năm vẫn không thay đổi. Trái lại anh càng cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn. Dù rất muốn cô quên hết đi vụ ly hôn, nhưng lương tâm không cho phép anh tiếp tục lừa dối cô. Hae-in bất ngờ khi anh nói bọn mình đã đi Đức rồi. Cô hoang mang liệu mình đã điều trị thất bại rồi ư. Un-woo nói cơ thể cô chưa sẵn sàng để tiếp nhận liệu pháp. Hae-in lo lắng lỡ cô mất hết trí nhớ thì sao. Cô hỏi mình còn quên chuyện gì nữa không. Un-woo đau đớn nói cô quên mất vụ ly hôn của hai người. Những cảm xúc tức giận bắt đầu bao trùm lấy cô. Hae-in không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Cô nhớ lại chuyện anh nói lúc trước. Cô đã tự hứa sẽ khiến anh hối hận về ngày hôm đó. Việc anh ghét cô là điều không thể chấp nhận được. Hae-in thất vọng lùi lại. Cô nói chúng ta nên dừng lại tại đây thôi, cô đồng ý ly hôn anh ngay lúc này, cơn mưa rào không thể giấu được nước mắt của hai người. Ngày hôm sau bọn họ có hẹn gặp luật sư để hoàn tất thủ tục, cậu bạn thân tò mò liệu ai sẽ là đối thủ của mình, bất ngờ cánh cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông lịch lãm bước vào, khí thế áp đảo cùng độ điển trai đã ăn đứt bọn họ, cậu bạn thân sốc nặng khi gã đó là đối thủ của mình. Có rất nhiều tin đồn về xuất thân của gã, có người nói gã là quân nhân phục vụ ở nước ngoài, còn có tin nói gã là người sói. Tên gã là Vincenzo, một cố vấn cấp cao của mafia. Un-woo sợ hãi khi tưởng tượng cảnh gã dí hàng nóng vào đầu mình. Việc gã đến đây đồng nghĩa với việc Hae-in muốn tận diệt anh. Cuộc chiến này bọn họ đã nắm chắc phần thua rồi. Un-woo không quan tâm nhiều đến thế. Dù bạn thân có bỏ trốn thì anh cũng sẽ đối đầu. Cả hai vào phòng họp với tâm trạng nặng nề. Luật sư bên cô nói mình đến đây không phải để thương lượng. Gã đến đây là để hoàn thành nguyện ước của thân chủ. Lý do gã đưa ra cực kỳ thuyết phục khiến hai người không cãi lại được. Áp lực tỏa ra trên người gã thật sự kinh khủng, không ai có thể chống lại nó. Un-woo đồng ý với điều khoản thỏa thuận, anh biết mọi lý do chỉ là giả dối. Trên đường về, Hae-in nhớ lại ngày trước cùng anh đi tàu điện. Un-woo đã từng nói mỗi khi mình buồn, anh sẽ ngồi trên tàu và ngắm hoàng hôn. Điều này sẽ khiến anh có cảm giác yên bình, một quang cảnh rất đẹp giúp anh quên đi nỗi sầu. Lần này cô cũng ngắm nhìn bầu trời ấy. Chỉ tiếc là không còn anh ở bên. Hae-in nói tài xế chở mình đến những nơi anh thường lui tới. Cô hiếu kỳ không biết vì sao anh lại chạy như điên dại trong trường.
hay lý do gì anh thường xuyên ăn cơm một mình. Hae-in tự mình trải nghiệm tất cả những việc anh làm. Bất ngờ cô phát hiện Eun-woo hôm nay cũng đến quán ăn cơm. Hai người ngồi cách nhau một bức tường. Hae-in đã nghe hết mọi chuyện anh nói với bạn thân. Cậu ta động viên bây giờ anh đã được tự do rồi. Anh sẽ không phải chịu đựng cảnh làm người thừa trong nhà nữa. Nhưng Eun-woo nói mình chỉ muốn ở bên cô mà thôi. Hae-in xúc động khi nghe những lời thật tâm của anh. Cô đã ngồi khóc rất lâu, mọi cảm xúc dồn nén đều vỡ ra. Cô tâm sự với chủ quán mình muốn được sống. Nhất là khi chồng luôn yêu thương mình đến vậy, mãi cho tới đêm khuya cô mới trở về nhà. Tên Jo Song đã đứng đợi sẵn trước cổng. Hắn tò mò tại sao cô vẫn chưa đuổi Eun-woo khỏi công ty. Cô nói nếu Eun-woo vẫn muốn làm ở đó thì mình sẽ không can thiệp. Dù gì Eun-woo cũng là người có ảnh hưởng trong công ty, Jo Song cảm thấy không vui khi bị phũ. Hắn biết mình mãi mãi không thể thay thế anh. Hae-in tuyên bố mình sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội. Việc cô ly hôn là bởi cô cảm thấy có lỗi với Eun-woo. Mọi việc Eun-woo trải qua trong căn nhà này không khác gì địa ngục. Tên khốn này vẫn không buông tha cho cô. Hắn đã cố tình bám theo cô từ lúc rời khỏi công ty. Bất ngờ một chiếc siêu xe vọt lên trước mặt chặn hắn lại. Eun-woo lạnh lùng mở cửa bước ra khỏi xe. Anh đã biết tất cả mọi chuyện mà hắn làm, ngay cả việc hắn cài gián điệp thông báo tin nội bộ. Eun-woo hỏi hắn theo dõi cô ấy làm gì. Tên Jo Song vẫn cứng miệng nói cô ấy giờ đâu còn là vợ anh nữa. Eun-woo đe dọa nếu hắn tiếp tục đeo bám Hae-in, anh sẽ khiến hắn phải trả giá. Lúc này mọi việc ở công ty bắt đầu trở nên rối ren. Dự án mà em vợ đầu tư gặp trục trặc về thủ tục cấp phép. Điều này khiến chủ tịch nổi trận lôi đình gọi đứa cháu lên nói chuyện. Em vợ sợ hãi chạy sang cầu cứu Eun-woo. Anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà. Eun-woo lạnh lùng nói cậu đến tìm Jo Song mà nói chuyện. Em vợ biết người duy nhất có thể cứu mình là anh rể. Cậu tuyệt đối sẽ không buông cái phao cứu sinh này ra. Ngày hôm sau Eun-woo đã đến nói chuyện với Bộ Quốc phòng. Anh có thể giải quyết tranh chấp bằng cách xây dựng đài radar cao hơn khách sạn, một phương án vẹn cả đôi đường. Mọi người rất hài lòng trước cách xử lý của anh. Tuy nhiên cổ đông đầu tư lại quay lưng với công ty. Tên Jo Song đã đứng sau tung tin chủ tịch đang bị điều tra tham nhũng. Bọn họ sợ rằng sẽ mất tất cả. Đây chính là điều mà Jo Song muốn. Hắn đến gặp chủ tịch để đưa một bản hợp đồng lịch sử. Quỹ của hắn sẽ đầu tư số tiền khổng lồ vào công ty. Ngay khi chủ tịch định đóng dấu thì Eun-woo xông vào. Anh phát hiện hợp đồng này chứa rất nhiều rủi ro. Nhưng chủ tịch không hề tin anh nữa. Trước sức ép của Jo Song, ông đã đuổi anh ra ngoài. Ngay lập tức anh bị chủ tịch tước hết quyền hạn. Đội bảo vệ muốn anh bàn giao mọi tài sản công ty. Đúng lúc này Hae-in đi tới giải nguy. Cô hỏi anh định để họ đuổi việc mình thật à? Eun-woo tự tin nói chủ tịch sẽ không làm được gì đâu. Cùng lúc này bà dì đã đợi sẵn anh ở dưới công ty. Bà trách tại sao anh lại bỏ cháu gái mình như vậy. Thật ra bà đã điều tra thân phận của bọn họ rồi. À, vợ bé của chủ tịch có một đứa con trai. Bà muốn anh hãy về đội của mình. Với tất cả bằng chứng thu thập được trước giờ, Eun-woo đoán tên Jo Song là kẻ thao túng mọi việc. Ngày hôm sau kết quả kiểm tra huyết thống đã có. Bà vợ bé với Jo Song chính là mẹ con ruột. Eun-woo lập tức gọi điện cho chủ tịch báo kết quả. Ông sốc nặng khi người phụ nữ trước mặt đã lừa dối mình. Nhưng tất cả đã quá muộn khi ông đã bị bà ta đánh thuốc. Con cáo già cuối cùng cũng lộ móng vuốt. Bà ta lật bài ngửa khi có trong tay quyền trở thành người giám hộ của ông. Chỉ cần ông hôn mê, mọi việc sẽ do bà quyết định. Người nhà nhanh chóng chạy tới bệnh viện nhưng không được phép vào trong. Bọn họ tức giận khi bà ta nắm trong tay giấy ủy quyền. Không dừng lại ở đó, số cổ phần của công ty đã bị tên Jo Song thu mua hết. Chỉ trong một đêm, tập đoàn Queen đã mất trắng tất cả. Không ai biết người nhà bọn họ đã đi đâu. Mọi người ở quê đã biết chuyện anh ly hôn. Bố mẹ bất ngờ khi thấy Eun-woo trở về. Nhưng lần này không chỉ có mình anh mà còn toàn bộ thành viên gia đình vợ. Mọi chuyện bắt đầu khi anh phát hiện có kẻ gài bẫy gia đình vợ. Eun-woo đã chủ động đợi sẵn bọn họ ở cổng sau, ngay khi đám phóng viên bắt đầu bấm máy. Eun-woo nhanh chóng lái xe đưa cả nhà bỏ trốn. Bây giờ người nhà họ không hề có một xu dính túi, tài sản địa vị đều bị đóng băng. Người duy nhất Hae-in có thể nương tựa chính là chồng cũ của mình. Hae-in ngạc nhiên khi anh lại liều mạng giúp đỡ cả nhà cô, nhất là khi bọn họ luôn đối xử tệ bạc với anh. Eun-woo nói tốt nhất cả nhà hãy về quê mình sống, ở đó bọn họ sẽ không lo bị phóng viên phát giác. Gia đình chồng rất chào đón cô con dâu tới chơi. Nhưng với bản tính chảnh chọe tiểu thư của mình, bà mẹ vợ không hề muốn ở lại đây. Vừa mấy ngày trước bà ta đã gặp riêng mẹ của Eun-woo để ly hôn hai đứa. Ấy vậy mà bọn họ bây giờ lại phải ở chung nhà. Trong khi mọi người đang chuẩn bị bữa tối, Eun-woo dẫn vợ mình đi dạo. Cô nói mình rất biết ơn anh đã giúp đỡ, ngày mai cô và cả nhà sẽ tìm chỗ khác ở. Tuy nhiên Eun-woo đã ngắt lời nói cô hãy ở lại đây đi. Anh không hề yên tâm khi cô ở nơi khác. Hae-in không hiểu tại sao anh lại đối xử tốt với mình như thế. Dù có chuyện gì xảy ra với cô hay gia đình đều không liên quan tới anh. Eun-woo chân thành mong cô hãy hiểu cho mình. Khi nào sức khỏe cô tốt hơn thì có thể đi. Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Mọi người đang ăn ngon lành thì cậu em út dở trứng. Cậu ta thẳng thừng đổ thức ăn ra khỏi bát khiến mọi người sượng chân. Đã vậy khi xin nước uống cậu còn đòi hỏi nước nhập khẩu. Mọi người chớt lặng trước yêu cầu vô lý đó của em vợ. Hae-in ngồi bên đã không nhịn nổi nữa. Cô tức giận oánh đứa em trai khó bảo này một phát. Cả nhà sừng sốt khi nhìn thấy con dâu mình hung dữ như vậy. Eun-woo ngồi bên sợ mọi người hiểu nhầm nên đã giải thích cô ấy không có đánh con. Sau bữa ăn tối anh sắp xếp chỗ ngủ cho nhà vợ. Vì đây là nông thôn nên không có bồn tắm cho cậu em trai, ngay cả khăn tắm cũng là đồ dùng lại của cháu. Đứa em vợ cười trong đau khổ khi nghĩ anh rể đùa, nhưng sự thật lại đúng là như thế.
cậu phải sống ở đây trong khoảng thời gian tới. Cậu rất căm hận tên Joe Song vì hắn mà cả nhà cậu bị chia lìa. Vợ cùng đứa con bé bỏng đã bỏ trốn ra nước ngoài, cậu không còn gì để mất nữa. Sau khi sắp xếp phòng ngủ cho mọi người, Un U nhắn tin hỏi thăm vợ. Lúc này Hae-in đang ngồi thư giãn bên chiếc máy nghe nhạc cũ. Cô trả lời tin nhắn của anh một cách lạnh lùng. Hai người bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng vì vừa mới ly hôn nên không ai dám thể hiện cảm xúc quá mức. Những tin nhắn cứ được viết rồi xóa. Bất ngờ Hae-in nhắc tới chiếc máy nghe nhạc cô tìm thấy trong tủ. Un U nói chiếc máy đó là do mình nhặt được lúc học cấp 3. Hae-in ngạc nhiên kiểm tra lại máy. Thì ra đây chính là cái mà cô đánh rơi lúc trước. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Un U. Chính anh là người đã ân cần băng bó vết thương cho cô. Hae-in thích thú trước phát hiện vĩ đại này, chẳng lẽ anh sinh ra là dành cho mình? Cô hiếu kỳ muốn biết cảm giác của anh khi biết mình là chủ nhân chiếc máy. Vì thế cô đã nhắn tin hỏi chắc cô nàng ấy phải xinh đẹp lắm nhỉ? Un U sau khi đọc được tin nhắn vội vàng chạy sang giải thích với vợ, anh sợ cô hiểu nhầm mình có bồ bịch bên ngoài. Un U nói mình không hề nhớ chuyện quá khứ, anh chỉ tiện tay giữ lại chiếc máy chờ chủ nhân của nó xuất hiện thôi. Hae-in tinh nghịch châm chọc anh vài câu. Nhìn thấy chồng cũ bối rối như vậy, Hae-in cảm thấy có chút vui trong lòng. Sáng hôm sau khi cả nhà còn đang say giấc, Un U đã dậy sớm chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, anh cẩn thận đi vào phòng vợ. Anh muốn tự tay kéo rèm cửa và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đối với anh, hạnh phúc đơn giản là thế. Hae-in cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô xuống nhà có ý muốn phụ mẹ làm bếp. Tuy nhiên từ nhỏ tới lớn cô chưa từng động tay vào làm những thứ này. Mẹ chồng thấy con dâu hiếu thảo như thế nên đã tận tình chỉ dạy. Hae-in ngỡ ngàng khi chứng kiến kỹ thuật thái tuyệt đỉnh của mẹ. Cô bình phẩm trình độ của mẹ phải xứng đáng với đầu bếp 5 sao. Mẹ chồng vui vẻ trước lời khen của con dâu, tiện tay bà còn thể hiện cho Hae-in xem nhiều món nữa, tạm gác lại bình yên ở quê nhà. Un U một mình đi tới công ty đối đầu với kẻ thù, tên Joe Song bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Queen, một tay hắn đã thâu tóm toàn bộ cổ phần cũng như sắp xếp lại bộ máy nhân sự. Tuy nhiên hắn vẫn chưa tìm ra quỹ bí mật của chủ tịch ở đâu cả. Đúng lúc này Un U bước vào phòng, tên Joe Song muốn nói chuyện riêng với anh. Tại sao anh lại chịu làm nhân viên của hắn? Un U nói mình không còn lại gì nữa, anh muốn trước khi tìm được việc mới thì mình vẫn có thể làm ở đây. Tên Joe Song tò mò hỏi cô ấy đang ở đâu, nhưng đời nào anh chịu nói chỗ ở của vợ cho một kẻ như hắn. Un U bên ngoài vẫn làm tại phòng pháp lý công ty, nhưng bên trong anh luôn âm thầm điều tra các sai phạm của tân chủ tịch. Un U tiếp cận những kẻ phản bội trước đây, đồng thời anh đã mã hóa được đoạn băng quay ở khu săn bắn. Chính vợ của cậu em là kẻ thực hiện, à ta đã rời khỏi đất nước này cùng đứa con, người đau khổ nhất có lẽ là em vợ. Cậu vừa nhận được thư và biết toàn bộ sự thật, đứa con trai yêu dấu không phải con ruột, từ đầu đến cuối ả chỉ lợi dụng cậu mà thôi. Hae-in muốn an ủi đứa em trai khờ khạo nhưng không biết phải làm gì. Cô đã đặt hết hy vọng vào chồng, anh lúc này đang đi gặp những người biểu tình trước công ty. Với tư cách là giám đốc pháp lý, anh luôn bị đám đông chỉ trích và ném trứng thối vào người, nhưng chừng này Un U có thể nhịn cho qua. Anh muốn thu thập thật nhiều bằng chứng càng tốt. Bầu trời đã chuyển tối, Hae-in lo lắng khi đã tới giờ cơm mà anh vẫn chưa về. Cô gọi điện cho trợ lý cũ để hỏi thăm tình hình, bất ngờ ánh đèn chập tắt, cô hoàn toàn chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Khi tỉnh lại, trước mắt cô đã ở nhà chồng. Mọi người đều lo lắng khi cô tự nhiên bất tỉnh trước cổng. Hae-in biết bệnh mình lại tái phát, tuy nhiên cô không tiết lộ chuyện này với ai cả. Cô không muốn bố mẹ mình lo lắng. Un U khi nghe tin vợ ngất đã vội vàng quay về nhà, anh dẫn vợ vào phòng nghỉ ngơi. Un U nói ngày mai hãy đi gặp bác sĩ với mình, nhưng thứ khiến Hae-in lo lắng chính là việc anh đang có âm mưu gì. Trợ lý đã nói mình thấy anh bị ném trứng. Đã vậy anh còn đang thu thập lời khai của người biểu tình. Un U biết không thể giấu vợ được nữa, anh kể lại mình phát hiện tên Joe Song đã lừa đảo nhà đầu tư. Hắn cam kết mang lại lợi nhuận gấp 5 nhưng cuối cùng lại bùng kèo. Un U cũng đã tìm ra danh tính tên môi giới đất đó. Anh biết hắn chưa rời khỏi Hàn Quốc. Vì thế anh đang truy lùng hắn. Hae-in cảm động trước những gì anh đang làm. Trong tình hình này cô không muốn ngồi yên. Hae-in quyết định sẽ điều trị căn bệnh này dứt điểm. Ngày hôm sau cô một mình đến bệnh viện tiêm thuốc. Bất ngờ Un U xuất hiện kéo cô trốn đi. Anh nói tên Joe Song cũng đã phát giác ra chuyện cô bị bệnh, anh nhanh chóng chở cô về nhà rồi quay lại công ty. Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi Un U phát hiện có kẻ theo dõi. Hắn ta đã theo dấu anh từ chỗ làm. Un U cố tình tấp xe vào lề rồi đột ngột chuyển hướng. Một cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng trên cao tốc. Tưởng chừng như anh đã cắt đuôi được bọn chúng nhưng không phải. Tên đầu gấu đã cho người chặn đầu xe anh. Un U bình tĩnh bước ra khỏi xe. Đối diện với anh là tên môi giới nhà đất. Hắn muốn anh hãy rút đơn kiện nhưng Un U không đồng ý. Nhận thấy lời nói không có tác dụng nữa, hắn lập tức ra hiệu gọi đàn em xuống xe. Một mình Un U đối đầu với đám côn đồ. Bọn chúng không hề biết anh từng là lính đặc công tinh nhuệ. Un U dễ dàng tẩn đám tay sai một trận ra trò. Cùng lúc này Hae-in bất ngờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng trước ngõ. Cô ngạc nhiên khi tên Joe Song đã tìm thấy mình ở đây. Hắn nói mình đã biết cô không thể sống được lâu nữa, vì vậy hắn tới đây để đe dọa cô. Hae-in tưởng hắn bị điên rồi ư. Tên Joe Song vẫn tiếp tục đề nghị của mình. Hắn muốn cô quay trở lại làm giám đốc công ty, nếu trong 2 ngày cô không quay lại, hắn sẽ công bố bệnh tình của cô cho cả nhà. Bất ngờ một tiếng hét lớn gọi tên hắn. Cậu em trai khờ khạo tức giận khi thấy kẻ hủy hoại hạnh phúc gia đình mình. Tuy nhiên điều cậu quan tâm chính là tình hình của vợ con, cậu sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng để hỏi hắn.
nhưng tên Jo Song không thèm để ý lấy một chút nào. Hắn lạnh lùng rời đi, bỏ mặc cậu đứng đó. Hae-in cấm cậu nói chuyện này cho chồng cũ mình biết. Cuối cùng Un-u cũng quay trở về, nhìn thấy anh bị thương như vậy, Hae-in rất lo lắng. Cô vội vàng kéo anh vào phòng chăm sóc. Cô tức giận hỏi mặt mũi anh làm sao thế này? Kẻ nào dám đánh anh? Un-u còn chưa kịp giải thích thì cô đã lột sạch đồ trên người anh. Dù là vợ chồng nhiều năm nhưng anh vẫn ngại ngùng. Hae-in đau xót khi thấy vết bầm lớn sau lưng anh. Rõ ràng chồng mình vừa mới đi đánh nhau về. Nhìn thấy đôi mắt cô như sắp khóc. Un-u cũng chịu ngồi yên để vợ bôi thuốc cho. Anh nói mình vừa mới đụng độ tên môi giới. Un-u còn tự hào khoe mình một lúc cân ba. Hae-in tức giận nói chuyện này chẳng có gì hay ho hết. Đáng lẽ anh nên chạy khi thấy địch đông hơn. Un-u chưa kịp giải thích thì cô đã bảo im đi. Cô muốn anh hứa sẽ không bao giờ làm bản thân bị thương nữa. Un-u đồng ý với vợ. Sáng hôm sau cả nhà bất ngờ khi mặt hai đứa đều bị thương. Un-u nói mình chỉ vấp ngã tí thôi, nhân tiện có mặt đông đủ mọi người. Ông bố bắt đầu flex tài năng võ thuật của con trai. Anh đã giành chiến thắng mọi cuộc thi mà mình tham dự. Em vợ kinh ngạc khi anh rể thật tuyệt. Sau khi ăn sáng xong, đích thân vợ cũ tiễn anh đi làm. Hae-in muốn tự tay bôi thuốc mỡ lên vết thương cho anh. Un-u vui vẻ khi vợ quan tâm mình như thế. Anh quyết định sẽ đi làm muộn 30 phút để ở bên cô. Hai người tâm sự đủ thứ chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng dù mọi chuyện có như thế nào, anh cũng sẽ ở bên cô như bây giờ. Un-u vừa mới đến công ty thì đã nhận phải tin cực sốc. Anh bị chủ tịch mới điều chuyển đến nơi khác, một căn phòng tồi tàn đã lâu không có người dùng. Tên Jo Song hiếu kỳ đi vào nói chuyện với anh. Chính hắn đã ngụy tạo bằng chứng anh lạm dụng quyền lực. Hắn còn nói mình vừa gặp Hae-in hôm qua. Un-u cũng không hề kém cạnh, anh nói mình đã bắt giữ tên môi giới. Hai người không còn giấu ý định thật sự nữa, một cuộc chiến lớn hứa hẹn sẽ nổ ra. Un-u ngay sau đó đã đi gặp bà mai mối. Anh đã nắm trong tay bằng chứng bà ta trốn thuế, nếu bà ta không hợp tác anh sẽ gửi nó lên tòa. Đúng lúc này dì vợ xuất hiện, dì đe dọa bà ta hãy ngoan ngoãn nghe theo lời cháu rể mình đi, việc gấp rút bây giờ là tìm được bệnh viện mà chủ tịch đang điều trị. Tên Jo Song vì bất hòa với mẹ nên đã phản bội bà ta, bọn họ dần khoanh vùng được vị trí mà chủ tịch có thể nằm, đó là một bệnh viện lớn nằm phía bắc thành phố. Kế hoạch bước đầu đạt được thành công, Hae-in lúc này ở quê đã liên hệ với trợ lý thân thiết. Trợ lý không hiểu nổi tại sao cô lại chọn ở nhà chồng cũ chứ, nhưng Hae-in nói ở đây rất tốt. Đặc biệt là mẹ chồng, trợ lý thắc mắc tại sao Un-u vẫn đi làm sau khi bị sỉ nhục như vậy. Hae-in không hề biết chuyện này. Cô cực kỳ tức giận gọi điện chất vấn tên chủ tịch. Hắn nói đây là kết quả của việc cô không chịu quay lại. Hắn sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tối hôm ấy khi đi làm về, Un-u hẹn vợ ra ngoài nói chuyện. Anh muốn biết tên Jo Song đã nói gì với cô. Hae-in thành thật khai báo hắn muốn cô đi làm lại. Đã thế hắn còn muốn cô trở về nhà. Nghe đến đây Un-u đã không giữ nổi bình tĩnh. Anh không biết tên này đang tính làm gì vợ mình nữa. Hae-in cũng tức giận y chang anh. Cô không muốn vì mình mà anh phải mạo hiểm nữa. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Un-u không hiểu cô đang nói gì cả. Hae-in quả thực rất lạnh lùng. Cô nói mình sẽ tự tìm ra cách của riêng mình. Ngày hôm sau mẹ chồng vô tình nghe thấy bí mật của con dâu. Bà rất sốc khi cô mắc khối u não. Mẹ chồng không tin vào tai mình nữa. Bà nhanh chóng đập con trai mình dậy. Un-u đau khổ kể mọi chuyện với mẹ. Đồng thời anh muốn mẹ hãy giúp mình chăm sóc cô ấy, thời gian của Hae-in không còn nhiều nữa, mẹ đồng ý giữ bí mật giúp con dâu. Hôm nay bà đã làm rất nhiều món ngon để cô tẩm bổ, tuy không phải mẹ ruột nhưng bà thương cô không khác gì con mình, ngay khi thấy Hae-in bị mẹ ruột hiểu nhầm. Bà đã lái xe công nông đến giải vây cho cô, bà biết cô muốn quay lại công ty để xử lý mọi chuyện, đã lâu lắm rồi nhân viên mới thấy giám đốc quay trở lại. Mọi người đều bàn tán xôn xao chuyện này. Un-u cũng rất bất ngờ khi vợ mình đến đây. Thì ra Hae-in đang chuẩn bị cho cuộc họp báo của công ty. Chính tên Jo Song là người đề xuất ý tưởng này. Un-u muốn ngăn cản cô lại nhưng đã quá muộn. Đây là ý nguyện của cô. Anh không có tư cách gì để can thiệp. Un-u đứng nhìn tình địch đi với vợ. Buổi họp báo có sự tham dự của rất nhiều người và được truyền hình trực tiếp. Un-u chỉ có thể đứng xem vợ mình phát biểu. Tên Jo Song muốn tẩy trắng mọi chuyện dơ bẩn mà hắn đã làm. Vì vậy Hae-in chính là con cờ hữu hiệu nhất, nhưng hắn không ngờ Hae-in lại dám tố cáo mọi chuyện xấu xa của hắn. Cô còn lạnh lùng tuyên bố mình chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Tất cả chuyện cô làm là để bảo vệ chồng mình. Phóng viên lập tức tập trung lại để săn tin hot, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Un-u nhìn vợ xúc động không nói nên lời.